Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Nghe về những cái một vị tướng mà mình nói thẳng một câu rằng khi bạn đã biết tất cả mọi vị tướng đi biết nó sẽ đều phải é thèm và dè chừng, đó là vị tướng vé vét. Và thực sự bạn đều biết khi mình cầm ít và cầm một vị tướng không sao thế thì nay chỉ cảm bị bị chửi đông nổi thôi. Nhưng không sao, cái đó mình không quan trọng ngày hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một siêu phẩm vé nét cực kỳ ghê gớm và bá đạo. Các bạn chỉ cần cầm 5 ít, các bạn chơi về cái lối chơi đây, chắc chắn các bạn sẽ mê tất cả mọi vị tướng đi biết luôn. Đấy, chẳng hạn các bạn đều thể nói, ôi tại sao anh lại dùng được nhiều cái nội tài như vậy. Thì chờ một chút xong, ôi không giết được luôn kìa. Rồi, sau cái khóa này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn nói quá một chút về cái mùi chú thích của vị tướng VNS. Chẳng hạn như tất cả chúng ta chơi vị tướng nào, chúng ta phải đều biết điểm mạnh điểm yếu. Như tất cả các bạn đều biết, nếu cứ kích hoạt 4 cái đồi tài thì VNS sẽ kích hoạt những cái đồi tài 4 cái điểm cần đó. Thì VNS sẽ kích hoạt cái đồi tài và sẽ gây được một cái vòng sát thương rất là rộng lớn. Khi gây cái vòng sát thương đấy, VNS áo chú của mình sẽ hồi theo phần trăm máu. Và máu VNS càng thấp thì hồi càng nhiều. Thì làm sao để kích hoạt cái đồ tài như vậy? Thì mình sẽ nói trước chiêu 1 và chiêu 2. Khi trúng một vị tướng, chúng ta sẽ kích hoạt một đồ tài. Nhưng nếu trúng chiêu 2 mà trúng một vị tướng kéo về, chúng ta kích được đánh thương, chúng ta sẽ được hai cái đồ tài. Chẳng hạn phá này thì tất cả sẽ được là đồ tài lúc bắt. Các bạn có thể thấy được đơn giản nhất. Đấy, phá này chơi luôn này. Đấy, có chiêu 1 này. Chiêu 1 đánh thương này. Rồi, các bạn thấy chưa? Chiêu 2 đánh thương, được kích hoạt hai đồ tài. Chiêu 1 này, đánh thương. Đấy, mình sẽ nói lại cho tất cả bạn biết được là như thế này. Chiêu 1 và chiêu 2 của VNS, khi chúng ta sử dụng chủ mục của mục tiêu thì sẽ kích hoạt cho VNS một đồ tài cùng thêm một đòn đánh thương thì sẽ thêm một đồ tài được. Nhưng các bạn nên nhớ rằng chiêu 2 của vị tướng VNS, khi các bạn kích hoạt chủ mục vị tướng chúng ta đánh thương thì cái chiêu 2 này sẽ được kích hoạt cho VNS mỗi đòn đánh thương sẽ được cộng thêm 2 điểm đồ tài. Nên hạn chế phá này đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ cần mình sử dụng chiêu 2, chiêu 1 đấy, chiêu 2, chiêu 1, một đòn đánh thương thì sẽ kích hoạt cái đồ tài của nó. Và khi kích hoạt được cái đồ tài thì cái lượng thời gian hồi chiếu của chiêu 1, chiêu 2 nó sẽ được giảm xuống rất là đáng kể. Và hầu như nó sẽ có mát thật nhiều đấy. Phá này các bạn nhé. Đây, 1 này. Ôi, chiêu phá này xong rồi, chiêu 3. Ôi, xong rồi, xịt rồi. Rồi, kích hoạt đồ tài, đấy. Chiêu 1, đánh thương đấy. Thực sự cái con VNS này chúng ta chơi, các bạn phải luyện tập một cái thời gian nó khá là dài thì chúng ta phải nắm quen được. Còn bản thân của mình thì không biết như nào, những mình hiểu được cái chất tướng này thì chúng ta chơi khá là nhanh đấy. Và luôn luôn các bạn nên nhớ là VNS là một vị tướng chúng ta không cần phải lên đám nhé, chúng ta chỉ cần lên full tech. Ôi trời ơi, sao lại chửi mình các bạn nhỉ? À rồi, các bạn thấy như là ăn sạch quà đấy, nó cũng chửi mà đi bíp nó cũng chửi, cầm một vị tướng thông thảo xế nó cũng chửi. Rồi, mình sẽ gần gánh tím các bạn nhé. Đấy, đầu tiên thì mình pick VNS, người ta kỳ thị vãi nhà ấy. Nhưng vào 3 phút mình đã ăn được 6 bảng. Này, mình không biết tí thì nó nói gì về việc không. Đấy, game này thì mình sẽ cho các bạn biết con VNS đi mít thì nó bài cháy như thế nào. Tại sao mình lại nói đi mít ạ? Bởi vì khi đi mít về một vị tướng nhé, chúng ta chỉ cần hướng lửa thủy đầy đưa nhanh, chúng ta chỉ cần đi gánh nhanh với tăng mít đi trước kia một chút, chúng ta sẽ lấy lửa thủy rất là nhiều. Chẳng hạn mình một vị tướng VNS lên trung tánh ở đâu game thì mình càng quét tiến địch nó bàn chảy vãi nhái. Đây con này chết rồi, chưa bán nó chết đấy. Các bạn thấy ghế chưa, 7 màng và team mình không ăn được cái màng nào. Đây, chơi luôn tới cái nội tài thì mình sẽ lấy tất cả những cái nội tài ok luôn đấy. Và mình đã hỗ trợ một màng rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là một vị tướng, các bạn có thể sẽ biết đấu dài nhưng người ta thương mang ra nhất đi bít khá là bình thường luôn. Bởi vì là những cái vị tướng đấu sĩ này mang ra bít nó hay như các vị tướng bít khá bàn cháy đấy. Phát này chơi này, một kéo đập thương là có cái đồ tài chưa ba. Ui, y liêm đập bệnh kìa. Rồi, bật chảy nhanh lao lên, làm sao mà chảy được các bạn. Đồ tài chết. Ui, không có màng cái một kéo một đập đấy. Các bạn cũng có thể thấy rất cái vị tướng VNS này, các bạn hãy cân nhắc cho mình đó là cái chiêu 2 của nó các bạn nhé. Đấy, rất là mạnh, chiêu 2 một kéo. Bởi vì cái chiêu 2 ấy, khi các bạn kích hoạt chiêu 2 thì người các bạn đánh thương một cái thì nó sẽ được kích hoạt 22 lần đồ tài luôn. Đấy, thì cho nên là cái bồ gấp bó đơn giản là nói như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu 2, xong chiêu 1, xong đánh thương. Đấy, khi chúng ta sẽ kích hoạt được cái nồi tài đầu tiên chưa một. Khi chúng ta kích hoạt cái nồi tài lần đầu tiên này thì tí mình nó sẽ kiểu như không dồn sát thương vào mình. Đây, chơi luôn chưa một đánh thương phải theo luôn đấy, các bạn thấy chưa? Thưa thì mình kích hoạt nồi tài nó khá đơn giản thôi, cái chiêu 2 này cái phạm vi của nó không dài cho nên chúng ta phải cân nhắc.
các bạn phải cực kỳ cân nhắc vào cái ý tưởng này. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ 5 phút 9 bàn 1 đường 4 và thì mình đây chạy đâu con sao chạy đâu đấy một kéo chạy đâu à nè hay quá chạy đâu đấy các bạn có thể thấy là nó rất là bài cháy. Và thường thì đấy là hầu như là một trong những cái ý tưởng hiếm hoi nhất của La Liga của bóng đá Việt Nam, khi mà không cần phải lên đám mà nó cũng đấy các bạn thấy nó còn lên đám đó, mình lên đủ một cái xuyên giáp các bạn nhé, có nhất mình sẽ lên cút cháy thì cái lực đá của nó rất khí mạnh nhái đấy. Chỉ cần tập một cái thì chúng ta đã có cái nồi tài đó. Ôi dồi ôi, rú ké này. Rồi, chào các anh. Một khi em đã lấy được cái nồi tài thì chào các anh nhá. Đấy, nhá. Rồi, 3, 1, 4 cái nồi tài rồi. Cùng chào anh luôn. Đấy, bà chạy như thế các bạn. Giống như kiểu là Lâm Bích là chơi cái kiểu là hạn gấp đôi thời gian đó các bạn nhé. 6 phút bán 12 màng rồi nhé. Đấy, một cái vị tướng mà đấy, các bạn đấy nhớ đấy là thành cao thủ nhé. Đấy là thành cao thủ, thành cao thủ đấy. Cho nên đó lý do tại sao những cái clip mà mình nghiên cứu mình ra một cái kênh của mình ấy thì mình tìm mặt mình mong muốn lắm mãi những cái video cực kỳ mạnh, cực kỳ khỏe và nó cực kỳ hợp lý luôn để dành cho tất cả các bạn leo ngay. Và các bạn cả nhà đừng quên đang hãy giúp cho mình một nút like và một nút chia sẻ những điều các bạn cảm thấy hay nhé. Đấy, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Đấy, 12 mà ừ, từ 6 này đi chơi cái gì dám xa như anh Maria ôi ra quái này đây xét từ cả từ giờ đấy mà dù từ giờ dư mấy tháng là mình hơi chậm chơi một chút các bạn đấy nó khá đơn giản thôi cách chơi nó cực kỳ đơn giản chúng ta cứ lối ra đi mít và thám thậm chí nếu chúng ta không đe được mít của nó các bạn nhé thì chúng ta sẽ đi dành cho mặt kịp chơi rất tuyệt vời luôn đấy là vì được vé rét cho nên chúng ta hãy cân nhắc cầm vé rét đi mít là sự lựa chọn những cái khó khăn nhất là người ta có cho các bạn cầm vé rét đi mít hay không. Chính vì không cho nên mình có cái clip này, có cái clip này ra nếu tất cả các bạn chia sẻ ra nhiều các bạn cầm về đen thì áo cũng chẳng lên đây một xỉa. Ôi các bạn thấy mạnh ghế gở như thế, 7 phút tới 6 cá vàng các bạn chạy như thế đấy lên. Và các bạn đừng quên rằng nếu bạn nào có nhu cầu mua nick các bạn hãy giới thiệu giúp cho mình với các bạn nhé, đến shop bây giờ cảm thấy giúp mình được, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhé. Và shop mới dương của mình thử năm chủ nhật các bạn đừng quên đang giảm 45% để một để tương đối ít nhá. Rồi bây giờ đi đồng đội của mình mới được chơi các bạn nhé, đầu game để dư thì hầu như là mình ăn hết màng của chính mình luôn, bài chảy bánh nhảy đấy. Và các bạn muốn làm một vị tướng nào các bạn đừng quên là comment giúp mình nhé, mình sẽ nghiên cứu một cái vị tướng đó và đưa ra một clip cực kỳ gọi là mình sẽ được tuyệt đề về cách bóng bó chiếu thức các thứ. À đừng quên rằng phù hiệu của trận đấu này sẽ là má tỉnh tất cả các bạn nhé, bởi vì khi chúng ta sử dụng chữ 3 thì nó sẽ được hồi chiếu 1-2 nhanh hơn và chúng ta sẽ kích hoạt cái đồ tài của mình nhanh hơn. Và những cái điểm cân chủ ý của chúng ta trong trận đấu này là như nào? Đầu tiên chúng ta chơi VNF chúng ta phải biết điểm mạnh của VNF là gì và mình cần phải kích hoạt đồ tài VNF như nào thì mình sẽ nói làm một lần nữa là chiếu 1-2 của vị tướng VNF khi chúng ta kích hoạt đúng vào một vị tướng thì sẽ được cộng với một cái đồ tài, nhưng khi chúng ta trúng chiêu 2, chúng ta đánh thương thì chúng ta sẽ được kích hoạt lần 2 lần đồ tài luôn. Cho nên bóng bó của nó là khi dùng chiêu 2, chiêu 1 và đánh thương một cái thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái đồ tài thôi. Cho nên chúng ta sẽ rất là mạnh thôi. Đấy, cân nhắc như vậy. Trận đấu này nó khá đơn giản, quá dễ dàng để chúng ta thôi. Đấy, quá sạch. 12 cân chỉ các bạn. Đấy, một kéo, một đấm. Đấy, đấy đồ tài là giảm 3 vị tướng. Vé rét này chúng ta chơi quan trọng nhất thành là tài nhất. Nếu chúng ta có cái đùi tài ở trong con mắt năm ba bốn viên ba mươi nghìn đùi tài thôi. Và cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi mình quý bạn, hãy ủng hộ cái video này ba mặt lên của các bạn đấy mà yêu các bạn.